Ồ, hoa giấy đã lên mầm nhiều quá các bạn ơi. Vâng, xin chào mừng các bạn trở lại với kênh S Garden. Nếu các bạn thường xuyên theo dõi kênh S Garden thì các bạn đã biết ngày mùng 4 tháng 11 mình đã chia sẻ và hướng dẫn các bạn về cách nhân giống hoa giấy bằng phương pháp dâm cành. Như vậy là đến thời điểm hiện tại là ngày 26 tháng 12, như vậy là được 1 tháng 22 ngày thì những cành dâm hoa giấy của mình nó đã bắt đầu lên mầm như vậy. Và một cái mầm của nó khoảng gần được 20 phân, từ 15 cho đến 20 phân. Khoảng như vậy. Tương đối là nở đó, tương đối mầm lên đồng đều. Đấy, mầm lên tương đối đồng đều các bạn nhé. Đây là một cây. Cái mầm của nó thì khoảng được 12 đến 15 cm. Đây là một bầu hoa giấy mình đã dâm vào ngày mùng 4 tháng 11. Nếu các bạn chưa xem video chia sẻ về cách nhân giống hoa giấy bằng phương pháp dâm cành thì xem lại video này, mình đã đăng tải và làm vào ngày 14 âm ngày mùng 4 tháng 11. Kết quả của ngày hôm đó đến thời điểm hiện tại thì những cành dâm đã bắt đầu nảy mầm, lên mầm có chiều dài từ 10 đến 20 cm. Và bây giờ mình thử xem là những cái bầu dâm như này nó đã có rễ chưa các bạn nhé. Trước mắt các bạn là một cái bầu hoa giấy mình đã dâm và chiều dài của nó khoảng 23 phân, 23 cm, một cái mầm của nó đã lên được như vậy. Thì bây giờ mình xem là nó đã có rễ chưa các bạn nhé. À đây. Đây là một cái rễ của nó này, rễ này có màu trắng. Đấy. Như vậy là cái cây hoa giấy này thì mình cũng không cần phải bỏ bầu túi bầu ra thì cũng đã phát hiện ra là nó đã có rễ. Nhưng mà rễ như này thì cũng nói chung là chưa được, tại vì mình phải cho nó nhiều rễ hơn, và nếu mà để khi trồng ra ấy, thì phải cái rễ nó chuyển sang màu vàng thì rễ lúc đấy nó mới tương đối già, thì lúc chúng ta sang bầu để trồng như vậy mới đảm bảo. Còn đây cũng là một cái bầu hoa giấy, mầm của nó cũng được khoảng hơn 20 phân một chút. Thì bây giờ đây mình xem quan sát này thì chưa thấy cái rễ của nó mọc ra ngoài. Bây giờ mình sẽ xé túi bầu ra để xem là nó đã có rễ chưa các bạn nhé. Mình quan sát thì thấy chưa thấy có rễ nó mọc, chưa thấy rễ mọc ra ngoài đâu. Mình xem ở bên phía trong xem có rễ không. À, cây này vẫn chưa có rễ các bạn ạ. Đây, mặc dù mầm của nó mọc khá là dài đối với những cái hoa giấy này. Đây là cây hoa giấy mình dâm, là cây hoa giấy hai màu, gồm có màu hồng và màu trắng. Như vậy là cái cành dâm như này mầm nó rất là dài nhưng mà vẫn chưa có rễ nhá, chưa ra rễ đâu. Đấy. Còn cái cành dâm này thì đã ra rễ tương đối dài nhưng mà rễ của nó màu trắng, còn vẫn còn non,
chúng ta chờ cho cái rễ của nó chuyển sang màu vàng để chúng ta sẽ sang chậu cho cây. Tiếp theo mình sẽ thử một cành dâm khác, những cái cầm cành dâm đây, mình thử cành dâm này xem là nó có rễ chưa. Theo các bạn thì nó đã ra rễ chưa nhỉ? Vừa xong thì có hai bầu, một bầu là đã ra rễ tương đối dài và một bầu thì chưa ra rễ. Đó. Mình vẫn chưa thấy nó xỏ rễ ra phía ngoài. Vậy thì chúng ta thử xem bên trong nhé, nó có rễ chưa. Wow. Đấy, mặc dù nó rất là dài nhá, nhưng mà chưa có rễ này. Chưa có rễ này. Như vậy là đến thời điểm hiện tại là 1 tháng 24 ngày thì có cây đã có rễ dài và có cây thì đã chưa ra rễ, cũng chưa ra rễ. Tiếp theo mình thử một cây thứ ba nữa xem tình trạng như thế nào nhá. Đây, cây thứ ba này. Xem là cây nó đã ra rễ chưa. Ồ, quan sát mình thấy này. Quan sát thấy một rễ trắng. Đấy. Các bạn nhìn rõ không nhỉ? Có một rễ trắng nhỏ. Có lẽ nếu các bạn chưa rõ thì mình bóc một ít đất ra. Ồ, đứt rồi, đứt rễ rồi. Đây, cái rễ của nó đây. Rễ màu trắng bé tí đây. Các bạn quan sát thấy không? Đó. Mình đã làm đứt và đây, đây là rễ của nó đây. 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 Có hai chiếc rễ nhá. Đây. Các bạn quan sát không? Có rễ này. Đấy. Hai cái rễ màu trắng này, nhỏ. Rồi. Như vậy là cái cây này nó đã ra rễ. Vừa xong thì mình đã tiến hành kiểm tra. Tiến hành kiểm tra. Ba bầu thì đã có hai bầu ra rễ và một bầu chưa ra rễ. Mà trong khi đó thì cành dâm của nó tương đối trong khi đó thì cái mầm của nó lên khá là dài, khoảng 20 cm. Nhưng hiện tại thì chúng ta chưa thể nào sang bầu cho cây được, để trồng được. Và chúng ta phải chờ cho khi cây đã hoàn cây nó có rễ dài và chuyển sang màu vàng thì bộ rễ nó khi đó mới khỏe mạnh mà chúng ta có thể tiến hành trồng ra ngoài. Rồi, rất là cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký, sau đó nhấn vào chuông báo để được đón xem những video mới nhất của kênh. Vừa rồi mình đã review về những cây hoa giấy được trồng theo phương pháp dâm cành. Và các bạn đừng quên like, chia sẻ. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.